Chào các bác nhé. Chào toàn thể bà con nông dân nha các bác. Đến hẹn lại lên. Em lại đến ông anh khó tính này. Chào bà con đi bác. Chào bà con. Thế bác vui đẹp trai. Ok các bác nha. Gặp lại các bác nha. Và cũng review cái trại bò này. Đây nhà bác Vui nuôi bò sinh sản, chắc bữa em có review một lần rồi cho các bác cười mỏi mồm nữa, thì hôm nay lần thứ hai em quay lại xem có bắt không. Tức là bữa trước em cách đây một tháng rồi, dự định của em là hai tháng em mới đến, nhưng mà đi ngang qua thì ghé luôn coi có mình được không nha các bác. Đó thì bây giờ review cụ thể cho các bác xem, bà con nông dân xem nha các bác. Đây các bác này, nhà anh Vui nuôi bò sinh sản các bác, hai con to hai con nhỏ. Rất là hai con nhỏ là hai con gốc của nhà bác đúng không? Đúng, hàng gốc. Hai con gốc. Đây, bảo bác bán thì bác không bán, con đi với con này. Là hai con gốc nha các bác. Đó, còn hai con 3B là của hai con to này nha bà con nông dân. Hai con 3B là của hai con to này nha các bác. Đó. Đó thì đây các bác này. Sau hơn một tháng quay lại để xem cái con 3B này nó phát triển như thế nào, và anh em đảm đạo tiếp giá cả có lấy được của bác hay không các bác. Đây, cho các bác xem. Đây. Con này nha các bác. Con này là con của con to đó đúng không anh Vui? Con to đó. Con bú đó. Thôi bú vậy. Đó, năm ngoái thì em cũng bắt bác một cặp. Đó thì năm nay bác cũng có một cặp. Thì năm nay trượt các bác, năm nay không bắt được một cặp. Lỡ chê con tê rồi ông giận, ông không bán cho em con này nữa các bác. Đây, lỡ chê, chú lỡ chê, giờ ông giận ông không bán con đó nữa, đó ông không bán con đó nha các bác. Đó, hai con mẹ này, đó thì em bắt con này của anh nha các bác. Mẹ nằm trong dưới. Đó, mẹ thì to rồi, ông bán cái rồi. Đó thì review cụ thể cho các bác, cho bà con nông dân xem cái con bò này em bắt này. Đó, đến là bác chủ nhà chốt 30 triệu các bác, bữa trước là 62 triệu là 31 triệu một con. Nhưng sau một tháng quay lại thì bác xuống còn 30 triệu một con. Đó. Và anh em đảm đạo sau gần hơn một tiếng đồng hồ thì cuối cùng bác đồng ý em bán cho em con này các bác. Đố bà con nông dân biết con này chúng mua bao nhiêu tiền. Đây các bác này. Đẹp tuyệt vời các bác. 3B cao dài nha các bác. Đỉnh cao nha. Đó. Mấy tháng rồi bác Vui nhỉ? Gần 8 tháng rồi. Đây các bác, gần 8 tháng rồi nha. Mẹ man nha các bác. Mẹ man nha. Đó. Còn con trong đó, con đó không bắt được nha các bác, không mua được. Lỡ chê rồi ông giận, ông không bán con này. Đó thì lùa ra cho các bác xem hết cái tổng thể con B và báo giá công khai cho các bác xem. Đây. Ok bà con nha các bác, ra ngoài đây nắng nồi mới đẹp này. Đó. Các bác nhìn thấy con 3B chưa? Đó thì cũng chia sẻ với các bác luôn. Chia sẻ bà con nông dân luôn nha. Thì con này chú mua là 28 triệu nha các bác. Đó, anh em vừa bàn bạc giá cả xong xuôi vào đầu, anh đồng ý bán cho chú Thơm là con này là 28 triệu nha bà con nông dân. Đó, ok các bác chưa? Đẹp, tuyệt vời các bác. Cao dài. Ok, bà về chất lượng. Đó, bà con nông dân nhìn kỹ chưa? 28 triệu nha các bác. Đó. Thì xe cộ về đến nhà chú bán con này là 29 triệu nha các bác. Rõ ràng nha các bác. Báo giá ngay tại chủ nhà luôn nha. Đó, phải đưa tiền cho ông trước các bác ạ. Mới báo giá sau được, không có ông đổi ý, ông lại bán 29 triệu cái khổ. Đó, anh em nói vui rồi các bác. Đó, thì chú mua con này 28 triệu. Đúng không bác chủ nhà? Đúng chứ. Đó, thì xe cộ về nhà chú bán con này là 29 triệu nha bà con nông dân. Bác nào cần thì liên hệ trực tiếp gặp em để bắt con này nha các bác. Nói chung là cầm có 125 cân thịt đúa. Vâng, đó bác chủ nhà bác nói là cầm là 125 cân thịt đỏ đó các bác. Mà thui thì phải cầm 170. Rồi. Ok các bác nha. Xong xuôi nha các bác. Bác nào cần thì liên hệ trực tiếp gặp em để bắt con này nha các bác. 29 triệu. Rồi. Ok bà con, ta đi tiếp nha các bác. Đi tìm bò đẹp cho bà con nông dân nha các bác. Năm ngoái bằng tháng con đi không bà? Bằng. Mà bán được 20 triệu thôi bà? Năm ngoái được giá chứ năm nay mất tiền đó. À. Năm nay Covid. Năm nay Covid. Bà có con cháu gì ở trong Nam làm ở trong Nam không? Không. Không có bà. Có con thằng đang cách ly trong.
À, nay bao nhiêu tuổi chưa? Hơn 60 rồi bác. Thế là ở nhà với anh? Ở nhà với con dâu đó, hai đứa con. À, con dâu bác. Bà kiếm tiền đi, gọi chị dạy kiểm tra tiền đi. Chị nha. Đó, gọi nha. Này, giá có quê tiền giá, tiền thật mẹ cái không? Tao bán bia đi. Chị ra kiểm tra coi tiền giá hay tiền thật để chú biết đường cái chú đi nào. Không ưng đồng nào thì chú đổi đồng đó. Chứ bắt chờ à? Đến chiều cho mới bắt mà. Mấy giờ? Bà có giữ không hay là cũng cột nhà thôi? Cũng cột nhà. À, cũng cột cho nhà, chú mua cho lại cho. Đã người khác bắt đi rồi chú bắt đèn thôi. À, chứ bà nhớ lấy cháu thôi mà. Tôi không có nhà. Vâng, bà nhớ lấy cháu. Mấy giờ đấy tôi có nhà chứ? Tầm 4-5 giờ chứ. 5-6 giờ, tầm 5 giờ. 5 giờ, lúc đó cháu bà ở nhà chứ. Vâng. Có nhà mà. Rồi, xong xuôi nhà bà con đâu chưa? Mua con bê của bà là 17 triệu đó. 17 triệu đúng không bà? 17 triệu đúng không? Đó. Ờ, đây mới 16 chứ. 17. Chưa. Đang thiếu 1 triệu. Bà đếm lại. Đi 16 triệu. Đây 16. Là... Chị lại đếm đi, chị đếm thử. Đếm lại. Đếm lại đi. Đúng. Bà đếm. Khả năng đúng. 1 đó nè. 2. Đúng chưa? Đếm lại. Rồi ok bà các bác nha. Ok bà con nha. Xong xuôi nha các bác. Vâng vâng. Rồi để cho bà đếm. Quay chắc hết ngày. Ok bà con nha các bác. Nắng kinh khủng luôn các bác. Bây giờ 1 giờ chiều rồi bà con nông dân. Đó thì các bác cũng thấy em vừa đếm tiền cho bà đó. 17 triệu đó các bác. Đó, chú vừa đếm tiền cho bà mua con 3B 17 triệu nha các bác. Thì bây giờ em review cụ thể và báo giá luôn con 3B này cho bà con nông dân xem. Bác nào có nhu cầu thì tìm đến mua nha các bác. Ok bà con. Đây. Đó. 3B đẹp tuyệt vời các bác. To. Đó. Cặp mẹ con nha các bác. Mẹ lai xin nha các bác. Mẹ lai xin tầm trung nha. Mẹ to nha bà con nông dân. Nhưng hơi gầy nha các bác. Còn con 3B đẹp tuyệt vời. Cao dài các bác. Chân cẳng đậm. Đó, thì giá thì các bác cũng vừa xem cũng vừa biết rồi đó. Em mua bà con này là 17 triệu nha bà con nông dân. Đó thì xe cộ về tới nhà em bán cho các bác là 18 triệu nha. Đó, giá cả rõ ràng nha các bác. Đó, bà bì đẹp tuyệt vời luôn các bác. Đây, đẹp đầy luôn các bác. Đó, 18 triệu nha các bác. Bác nào cần thì liên hệ trực tiếp gặp em để bắt con 3B này nha bà con nông dân. Con mẹ này, mẹ lai xin nha các bác, khéo bò lắm các bác, mẹ lai xin khéo bò cực kỳ luôn. Còn con 3B nha, con này thì về thì không có sút nữa các bác. Về bà con nông dân muốn nuôi bổ béo cũng được, hoặc nuôi sinh sản được, tùy các bác. Đó, ok các bác nha, rõ ràng nha bà con nông dân. Đây, đó, 18 triệu nha bà con nông dân. Bác nào cần thì liên hệ trực tiếp gặp em để bắt con này nha. Xong xuôi nha các bác, nhanh gọn lẹ để đỡ làm mất thời gian của các bác, đỡ làm mất thời gian của bà con nông dân. Rồi ok các bác, chào các bác, lại tiếp tục bò mẹ. Đây bà con nông dân, đó chú thơm bắt luôn con 3B này nha các bác, để cho bác nào có nhu cầu làm nái cũng được hoặc nuôi vỗ béo cũng được nha bà con nông dân. À, bò ăn giữa cái bãi bóng này. Đó, gỡ bài bóng, ông đó. Nhưng mà ông chủ bò, ông đang ở trong nhà rồi. Tức là mua bán xong xuôi rồi các bác. Chú mua bữa trước thôi, bây giờ chú đến là chú bắt thôi. Thì chú quay luôn cho bà con nông dân xem nha. Bây giờ là 5 giờ chiều rồi nha bà con nông dân. Trước mặt các bác là một con 3B đẹp tuyệt vời lên bà con nông dân. Con mẹ nó này, mẹ lai xin tầm đại nha bà con nông dân. Con 3B cái nè, ăn uống thì vô đối rồi nha bà con nông dân. Đó, ok các bác chưa? Các bác nhìn kỹ con bé chưa? Đây, quay rõ ràng cho các bác xem này. Đó, mông má này. Đó, con mẹ này. Mẹ lai xin nha các bác, tầm đại nha. Đẹp bò nha các bác. Con mẹ cái này. Mẹ mới được hơn 6 tháng các bác. Đây, đó. Mẹ cao dài nha bà con đúng chưa? Đây. Đó, ok các bác chưa? Thì con này chú mua là 17 triệu 500 nha các bác. Đó, 17 triệu 500 nha bà con nông dân. À, cả mẹ này.
Đó. Ok bà con nông dân chưa? Chị xe cậu về đến nhà chú bán con này là 18.500.000 nha. Bác nào cần thì liên hệ trực tiếp gặp chú để bắt con này nha các bác. Rõ ràng, nhanh gọn lẹ đỡ làm mất thời gian của các bác. Đây. Cao dài nha các bác. Đó. Cao dài nha bà con nông dân. Ok các bác chưa? 18.500.000 nha. Bác nào cần thì liên hệ trực tiếp gặp em để bắt con này nha các bác. Xong xuôi nha bà con nông dân. Đây. Quay xa cho các bác xem, quay rõ ràng cho các bác xem. Đó. Ok các bác. Đó. Ok bà con nhá. Thì bà con nông dân vừa xem một trong các cảnh quay của em bắt đến bà con nông dân đó, em mua bò đó thì có con quay có con không. Đó rồi có con đến bà con nông dân đó bắt bò đó, nó tối thì không quay được. Ở đây có một vài con đó em bắt lúc 9-10 giờ đêm nữa các bác ạ, nên không kịp quay nữa. Đơn giản như cái cặp bò mẹ con này thì 10 giờ đêm em mới đến, em bắt được nên em cũng không quay được nữa. Thì nhân dịp đó thì về nhà em quay tổng thể luôn các bác nha. Đó thì ở trong chuồng em bây giờ là tổng cộng là có 3 con cái nha các bác, 3 con cái, 3 con ba bê cái này, một cặp bò mẹ con này và 3 con ba bê đực nha bà con nông dân. Thì bây giờ em sẽ review cụ thể và báo giá công khai cho bà con nông dân biết nha. Thì để cho bà con nông dân tham khảo, mục đích là bà con nông dân tham khảo rồi, tại vì các bác thấy cái kênh bây giờ thật sự là nó lớn rồi, cũng nhờ sự yêu thương tin tưởng của bà con nông dân đặt mua bò ở bên em. Nên thật sự bò em lúc nào cũng khan hàng các bác ạ. Hàng đây là hàng toàn hàng mới nha bà con nông dân. 2 ngày mới về được nấy bò này. Đó thì các bác xem cái clip này, nếu mà các bác điện cho em sau những người người ta điện cho em trước mà các bác điện cho em bò đã bán rồi thì bà con nông dân cũng hết sức thông cảm cho em nhé. Đó thì hôm nay là ngày 26 tháng 6 nha bà con nông dân. Ok các bác, đây. Ok bà con nông dân nhé. Thì trước mặt các bác là gồm có ba con bò cái này các bác này. Ba con bò cái, một cặp bò mẹ con và ba con bò ba bê đực nha các bác. Đó thì bây giờ em sẽ review sơ qua và báo giá công khai cho bà con nông dân xem luôn nha các bác. Đây. Đó, đây các bác. Đây, vợ em mới băm cỏ cho nó ăn này các bác này. Đó, mới băm cỏ sữa cho nó ăn nha. Tại vì có con ăn con không các bác, có con mà nhà gia đình người ta đó cho ăn cỏ sữa quen rồi thì nó sẽ ăn, còn có con thì nó chưa ăn, tại vì nó chưa quen cái nguồn thức ăn đó. Đơn giản thì con này nó ăn tẹp nhèm này, con này là thả đồng nha các bác, con này được 1 năm tuổi rồi nha các bác. Đây, con ba bê cái được 1 năm tuổi rồi nha bà con nông dân. Khung tàng thì ok các bác. Đó thì bây giờ em vô review cụ thể cho bà con nông dân xem nha các bác. Đó, nó chật trong các bác, em tách ra làm hai ô nha các bác. Đây rồi, cái cặp bò sinh sản này các bác nhìn thấy này. Đó, bò mẹ lai man nhá, pha hai dòng nha các bác. Con ba bê đực nha bà con nông dân, con ba bê đực được hơn 2 tháng nha, cực mát sữa nha các bác. Đó thì sáng nay chia sẻ với các bác, sáng nay là em đã tiêm thuốc giun cho con ba bê này rồi và cho con bò mẹ này tẩy sán lá gan cho nó rồi. Em tẩy cho nó 5 viên các bác, tại vì thể trạng nó gầy đó, em tẩy cho nó 5 viên để về bà con nông dân mua về đó không phải tẩy nữa. Đó, chú đã tiêm thuốc giun cho con này rồi và tẩy sán lá gan cho con này rồi. Đó, mới bắt về hôm qua nhưng sáng nay em làm luôn, tranh thủ làm luôn. Đó, còn đây là 3 con ba bê cái các bác. Đây, 3 con ba bê cái này, 1 con này, 2 con này, 3 con này, cho thích hợp cho bác nào mua về nuôi vỗ béo. Đó, còn các bác nuôi sinh sản hay không là tùy các bác. Ok các bác nha. Đó, đây, ba bê, đây, sang bên đây, đi. Con này con được chỉ một đống tiền này các bác này. Dish. 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 Đây. Còn bên đây là 3 con ba bê đực nha các bác. 3 con ba bê đực nha. Đây, con này con thứ 3 nha các bác. Đó. Ok bà con nha, 3 con ba bê đực nha. Thì bây giờ em sẽ review báo giá công khai cho bà con nông dân tham khảo nha các bác. Cho bà con nông dân tham khảo nha. Đó thì 3 con ba bê này nha các bác. Đây. Em đứng cách xa con ba bê hơn 2 mét các bác để cho bác nhìn tổng thể. Đó thì con này nha các bác, con này với con này thì bà con nông dân cũng vừa xem đó, cái clip em bắt ở nhà bà con nông dân đó. Tức là em vô dân em bắt thì các bác cũng biết giá cả rồi đúng không ạ? Đó thì con này các bác này,
Con này thì em mua là 17.500.000, bán ra 18.500.000 này. Con này giá thì em nghĩ là hơi cứng một tí này các bác, nhưng mà bê đẹp đó. Còn con này các bác, con này là chú mua 17 triệu này các bác. Đây đó, con này chú mua 17 triệu này, chú bán ra 18 triệu nha các bác. Đó, một con 18 triệu với một con 18, một con 18 triệu với một con 18.500.000. Ok các bác chưa? Đó thì hai con nha, con này 18 triệu và con kia 18.500.000, con trong hơn con ngoài 500.000 nha các bác. Rõ ràng nha. Đó. Và con này nha các bác. Con 3B này nữa nha các bác. Thì con này chú bán là con này chú mua là 22 triệu này các bác, xin lỗi các bác. Đây. Con 3B cái chú mua 22 triệu và bây giờ chú bán ra 23 triệu con 3B cái này nha các bác. Đó. Đây, mông má này. Đó, mà bé cái này to rồi nha bà con nông dân. Khung tàng ok nhé, các bác về nuôi về vỗ béo cũng được, hoặc sinh sản tùy bà con nông dân. Đó, to rồi nha các bác, không phải nhỏ nha. Rõ ràng chưa? Rồi, ok các bác, xong xuôi nha. Ba con nha các bác. Một con 18 triệu, một con 18.500.000 và một con 23 triệu. Rồi, đến cặp này nha các bác. Cặp này thì cũng chia sẻ với các bác luôn, cặp này chú đã bán rồi nha các bác. Đó, chú Thơm đã bán rồi nha bà con nông dân. Thì cũng chia sẻ với các bác, cặp này là em bắt ở trong cái clip trước đó của nhà ông bác cũng già rồi đó, 60-70 tuổi đó. Ngày trước ông bán cho em một con bò cái đồng mà 36 triệu đó. Em có chọc thằng tài xế em là buôn bán giống chú thì chỉ có bán nhà đó. Thì còn một cặp này thì ông gọi em lên và em bắt luôn nhà các bác. Bắt thì ông anh ngồi Bỉm Sơn, ông điện vào đó thì anh bảo là để cho anh. Tại vì ngày nào anh cũng điện các bác ở tầm 3-4 giờ xa, 3-4 giờ chiều là anh điện cho em. Đó nên bây giờ hôm anh cũng bắt được cái thì sáng nay anh điện thì quay Zalo rõ ràng cho anh. Thì anh chốt giá là bắt luôn nha. Thì bắt rồi nhưng cũng báo giá cho các bác xem luôn. Thì cặp này chú mua là 42 triệu nha các bác. Đây, 42 triệu, bán ra 43 triệu nha các bác. Đó, lấy tiền công 1 triệu nha. Xăng dầu đi em còn kiếm được mấy trăm ngàn cái cặp bò này nha các bác. Mua bán rõ ràng nha các bác. Đó. Bỏ ra hơn 40 triệu đi buôn này. Về cũng lấy bà con nông dân có mấy trăm ngàn cho các bác. Đó. Thì con to bù con nhỏ các bác, ngày bắt được ngày không. Nên mình em tính ở vậy cho hợp lý nhất cho bà con nông dân mua về nuôi để có lời. Đó thì con bê này tầm cỡ 3 tháng nữa các bác bán được tầm 24-25 triệu thì con bò mẹ trả được mấy, trả còn mấy đồng nữa. Nhưng mà con bò mẹ này thì đã đòi được một lần rồi, nhưng mà ông đó ông gọi dẫn tinh viên đến thì hết tinh 3B ông không bắt nữa. Đó, ông chờ đợt sau. Có sao em nói vậy, tại vì tối con này 10 giờ đêm em mới bắt. Tức là làm giá xong xuôi rồi nhưng 10 giờ đêm chú mới đến chú bắt nên không quay được nữa. Đó thì cũng review cụ thể cho các bác xem luôn. Đó thì có 43 triệu các bác, chú mua 42 này. Nè nè. Đây. Đó, chú mua 42 về chú bán 43 nha các bác. Rõ ràng, chả giấu giếm gì cả. Đó, xong xuôi nha các bác, vừa review báo giá cụ thể cho bà con lại nha. Cặp này chú đã bán rồi nha các bác. Chú bán 43 triệu nha bà con nông dân. Đó thì em quay xong clip này, tức là quay mục đích cho bà con nông dân tham khảo thôi. Thì em quay xong thì chở đi cho bà con nông dân luôn. Còn ba con 3B này thì ba con 3B cái này thì chưa bán nha các bác. Một con 18 triệu này, một con 18.500.000 này và một con 23 triệu nha các bác. Con to trong đó là 23 triệu nha. Rồi, còn bây giờ em sẽ review cho bà con nông dân xem ba con 3B đực này giá cả nó như thế nào nha các bác. Đây. Ok bà con nông dân nhá. Thì trước mặt bà con nông dân là ba con 3B đực nha các bác. Đẹp tuyệt vời luôn bà con nông dân. Ba con toàn 3B chất lượng đâu. Nhưng mà con này nó bị nổi này các bác nha. Nhưng mà con nó khỏi rồi bà con nông dân nhá. Đó, chú Thơm đã mua về thì bà con nông dân hoàn toàn yên tâm nha các bác. Nó đã khỏi và ăn uống khỏe mạnh nha các bác. Không lo vấn đề gì cả. Khỏi rồi, khô hết rồi nha các bác. Đó, đây. Con này là con đầu tiên này. Đó, con này là con thứ hai này nha các bác nha. Đó, và con kia là con thứ ba nha các bác. Đó thì cũng chia sẻ với các bác luôn. Đây, con này đi. Con này với con đó. Ủa chăng? Đó, hai con. Đây. Một con to và một con nhỏ các bác. Hai con nha.
hai con hai lề lối khác nhau và hai màu khác nhau nha các bác. Hai con này chú bán đồng giá là 25 triệu một con nha các bác. Đó, con đó của gia đình anh chị đó cũng lâu rồi các bác ạ. Đó, con trong đó em đàm phán các gành một tuần lễ đó thì anh mới đồng ý bán cho em đấy các bác. Đó, với con này nữa thì hai con này cũng bắt là cũng gian nan lắm. Con này thì bị viêm da rồi nhưng mà lâu rồi các bác. Hôm qua em mới đến em bắt được nha các bác. Khỏi xong xuôi rồi. Bò mẹ thì to tuyệt vời nhưng mà chú bắt tối nên chú cũng không quay được nha các bác. Thì cặp này cũng chia sẻ với các bác là chú bán là 25 triệu một con nha, đồng giá nha các bác. Đây, quay rõ cho các bác xem mông má này. Đó. Ok các bác chưa? Chia sẻ là khỏi rồi nha các bác. Đây này. Đó. Khỏi rồi, bà con nông dân hoàn toàn yên tâm nha. Đó. Chú Thơm đã bắt về rồi thì bà con nông dân yên tâm đi. Một con. Đây. Và con này các bác, con này con thứ hai nha các bác. Con này cũng bắt tối lắm các bác, ghé vào nhà anh chị bắt lùa mãi mới bắt được đây. Đó. Con này thì cũng bắt gần nhà, cách nhà em tầm 25 đến 30 cây số rồi các bác, cũng không có xa hai con này. Đó thì đồng giá là 25 triệu một con nha các bác. Đó, rồi. Và đến con này nha các bác. Đây. Con này thì bà con nông dân cũng đã xem rồi đó. Ngày trước em cũng có quay một lần mà đến mà gia đình bác chủ nhà chốt là 62 triệu đó các bác. Đó, quay cụ thể cho các bác xem. Đó, đến gia đình bác chủ nhà là chốt 62 triệu này. Nhưng mà sau một tháng đó các bác, em đến thì xuống còn 60 nhưng mà em cũng không bắt được các bác ạ. Đó thì hai anh em thương lượng cả tiếng đồng hồ đó các bác, thì cuối cùng anh mới bán cho em này. Đó, 30 rồi còn 29. Đó, rồi còn 20, 28 năm. Rồi chốt giá cuối cùng là anh để cho chú là 28 triệu nha các bác. Đó, tại vì năm ngoái bò nhà anh em cũng bắt, không ai bắt cả. Ngoài em ra cũng không ai bắt cả các bác ạ. Đó thì còn một con ở nhà anh chắc trước sau thì cũng gọi chú Thơm bắt thôi. Tại vì anh bảo là anh giữ lại nuôi. Bảo rồi anh cố gắng anh nuôi để anh nuôi đến tầm 2 tháng là chú đến chú bắt anh 30 triệu. Còn con này là ba bê đỉnh cao nha các bác, đẹp tuyệt vời nha các bác đây. Cao dài trường này. Đó thì giá cả bà con nông dân cũng vừa xem cái đoạn clip trước đó rồi đó. Con này chú đã bán 28 triệu nha các bác. Và bây giờ chú bán cho bà con nông dân là 29 triệu nè. Rất rất hợp lý nha các bác. Bò đẹp tuyệt vời các bác. Cứ chốt 30 xong chốt 29 đây. Đó, 29 triệu là bác bán đúng giá nhưng mà giá của chú bán không phải giá của bác. Đó. Nên anh em thương lượng thì cuối cùng bác cũng đồng ý chỉ để cho em là 28 triệu. Tại vì người ta cũng lớn, người ta hiểu chuyện, ai đi buôn cũng vậy thôi. Mỗi người mỗi công việc các bác, mỗi nấc khác nhau, mình lấy không lấy được. Đó thì có bà con nông dân, có bà con nông dân thì mới có tụi em. Đó thì bà con nông dân nuôi bò thì cũng phải cần cái người để tiêu thụ bò cho bà con nông dân. Nên ai đi làm cũng phải có công. Đó, bà con nông dân xác định cái vấn đề đó. Và em mua nhiều nhà người ta hiểu chuyện đó, thì người ta mua bán rất nhanh các bác. Còn nhiều nhà người ta không hiểu chuyện đó, người ta bảo là chú bán được 29 thì anh cũng bán được 29. Thực sự là các bác cũng bán được 29 triệu ấy, nhưng mà các bác phải nuôi thêm một tháng nữa đó. Chứ không ai mà đi buôn mà bán giúp cho các bác ạ. Cái đó là rõ, quan điểm rõ ràng. Trừ phi các bác bán trực tiếp cho cái người nào người ta đi tìm người ta nuôi thì các bác có thể bán được hết giá. Quan điểm rõ ràng. Ok bà con nông dân chưa? Đó thì xong xuôi nha các bác. Hai con nhé, hai con trong góc đó nha. Giá cả rõ ràng nha các bác. Hai con trong góc đó là xô nha các bác. Xô là 25 triệu một con nhé. Đó, hai con. Và rất hợp lý nha các bác. Còn con ngoài đây thì to hơn. Đó thì chú mua là 28 và bán 29 nha. Xong xuôi. Bác nào cần thì liên hệ trực tiếp gặp em để bắt nha các bác. Ba con này. Rồi, ok bà con nhé. Xong xuôi nha các bác. Bà con nông dân vừa xem chú Thơm báo giá cái lô bò ở trong chuồng của chú là bò đực có, bò cái có và cặp mẹ con có, thì cặp mẹ con đã bán rồi nha các bác. Nhắc lại nha, đã bán rồi nhưng review bà nông dân review cho bà con nông dân tham khảo. Thì em cũng có một chút vấn đề nho nhỏ cũng chia sẻ với bà con, tức là cái cặp mẹ con đó nè, thì bác chủ nhà là chốt là 45 triệu đó các bác, 45 triệu thôi chứ không phải là 42 triệu như các bác nghĩ đâu. Nhưng mà xong em đến nhà phân tích
tức là cách đây tầm một tuần đó, thì em đến là phân tích cho ông bảo là cặp bò này thực sự là nó chỉ được 42 triệu thôi, chứ ông bán 45 triệu thì giá cao lắm, bà con nông dân về nuôi không có lời nữa. Đó thì cũng phân tích rõ ràng cho ông nghe, ông không chịu. Nhưng mà một tuần sau thì ông đồng ý bán cho em cái giá là 42 triệu nữa. Đó, ok các bác, xong xuôi nha. Đó thì bà con nông dân em cũng cảm ơn. Nhắc lại em cũng cảm ơn bà con nông dân mình trong suốt thời gian qua đã đăng ký kênh ủng hộ em. Em cảm ơn rất nhiều các bác. Tại vì đôi khi trong công việc làm ăn hoặc có nhiều bức xúc đó, em có giải bày ở trên kênh đó. Thì bà con nông dân nếu mà coi cảm thấy khó chịu thì cũng thông cảm cho chú. Tại vì áp lực công việc rất lớn các bác. Và nhiều người người ta vô người ta thế này thế nọ, nhiều thứ nó mệt mỏi lắm các bác. Các bác cứ thử nghĩ đi, các bác cứ thử nghĩ giống em một ngày nghe điện thoại rồi mua bò bán bò, rồi bà con nông dân điện bán rồi hỏi về trâu bò đó. Đó, rồi tối về lại mở bình luận lên rồi đọc nhiều thứ lắm. Nên đôi khi cái ức chế trong người nó thì cũng quay rồi cũng muốn giải tỏa cho bà con nông dân hiểu em hơn. Đó thì các bác xem đó, những người mà yêu mến em trong suốt thời gian qua thì các bác đã biết cái tính em rồi. Em thật thà và rõ ràng, thẳng thắn lắm các bác ạ. Có sao nói vậy, nên đôi khi nói chuyện đó, có một cái gì đó nó nặng lời hoặc không vừa ý bà con nông dân thì các bác cũng hết sức thông cảm cho chú Thơm nha các bác. Đó, bà con nông dân hết sức thông cảm. Thì em nhắc lại nha, bà con nông dân ai có nhu cầu mua bò thì nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông nha các bác. Đó, bác nào có nhu cầu mua bán đi thì cứ alo trực tiếp gặp em sẽ đến nhà các bác mua một cái giá hợp lý nhất nha. Thuận mua vừa bán nha các bác, em sẽ tranh thủ thời gian, nhiều bác điện ở xa lắm nhưng mà em chưa có thời gian để đến xem nữa thì các bác hết sức thông cảm cho em. Đó, còn bác nào có nhu cầu mua thì nhớ đăng ký kênh và các bác nhớ nhấn chuông nha bà con nông dân. Đó, bà con nông dân nhớ nhấn chuông nha các bác để sớm nhận được những video mới nhất từ kênh Khởi Nghiệp nha các bác. Đó, để chọn cho gia đình mình những con bò nó hợp với bụng mình và hợp với túi tiền của gia đình mình nha các bác. Đó, kênh Khởi Nghiệp em là như vậy nha bà con nông dân. Mua bán công khai, rõ ràng, minh bạch nha. Đó. Các bác đến nhà em nha, mắt các bác thấy, tai nghe, tay các bác rờ nha bà con nông dân. Được thì các bác mua, không được thì thôi. Anh em vui vẻ nha các bác. Làm ăn rõ ràng nha bà con nông dân. Rồi, chào các bác nha. Chào toàn thể bà con nông dân mình nha các bác.